quay phim. Quay phim ạ. Quay phim là về quê hả? Chú con quay, con úp chú lên mạng nhá. Đẹp trai mà. Ui chà, tin đấy. Tin. Dạ dạ dạ. Khá là tin. Hả? 100% nhá. 100%. Ôi, đã toàn làm gì, cô luyện công xong rồi bây giờ chụp hình cái đi về thôi. Nếu mà ngồi nữa thì ai ngồi đến cái này thì là thấy phát thân công rồi. Mà tại sao không đưa không đặt được. Ừ? Ngồi dưới đây chị. Nhưng mà hai bác đang làm gì đây? Ở đâu đó. Hai cô đang làm gì đây? Ngồi bình thường thôi. Không còn ngồi đà tòa được. Ngồi không ngồi đà tòa thì ngồi còn lại đấy. Hai. Để sửa cái đầu nữa hả? Còn cắt cái khẩu trang này chứ. Bác Thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bác Thư năm nay 76 tuổi rồi. 76 hả? Mỗi chị hơn em 10 tuổi. Đúng. Cô Đức là 66 hả? Đẹp nhá Thanh. Thấy được chưa? Được cái dụng hoa hầu rồi. Bên đây nó có bạn gái nó đẹp trai hẳn á. Không chứ mà Đức công nhận là tu năm tí với tu dư đẹp nhiều đó. Đẹp đó. Ừ. Trước đây em đẹp. Được đây em đẹp hơn trước cái hồi ở dưới kia lên mình chỉ có đẹp thôi. 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 Đằng ơi, đằng ơi. Lên càng á. Đằng ơi, đằng ơi. Rồi, xong rồi. Rồi.